nơi ở Việt Nam được gọi là đỉnh Mù Sương. Sắp xếp cho ta một trận đấu nữa với thằng Phi. Ai có thể tổ chức một trận đấu đàng hoàng? Anh phải đấu thêm một trận nữa. Trận cuối. Nhiều cái lý do thì không thực hiện ra trận đấu ngay lúc đấy được, mà nó kéo dài tới bây giờ. Trước khi trả thù, nên tự đào mộ cho mình. Thì tôi sẽ đấu. Ngày 4 tháng 6 năm 2020, bộ phim hành động võ thuật Đỉnh Mù Sương The Foggy Mountain đã công bố teaser. Điều làm cho khán giả, đặc biệt là người mộ thể thao và võ thuật ngạc nhiên, ấy là bên cạnh những ngôi sao võ thuật như Peter Phạm hay Simon Cook là nhà vô địch boxing Việt Nam Trương Đình Hoàng. Nhà sản xuất cho biết Đỉnh Mù Sương muốn tạo cảm hứng cho người xem bằng những hành động, bối cảnh chân thật từ chính những cá nhân chân thật nhất tham gia vào phim. Và đó cũng là lý do họ chọn Trương Đình Hoàng, người được cộng đồng yêu võ thuật Việt Nam biết đến thông qua hành trình chinh phục từ võ đài SEA Games tới đấu trường nhà nghề mà đỉnh cao là chiếc đài WBA châu Á. Từ võ đài tới màn bạc, bạn nghĩ tới ai? Trên mạng xã hội, Cung Lê đã công khai ủng hộ Đỉnh Mù Sương với sự tham gia của Trương Đình Hoàng. Kính chào quý vị, Lê Cung đây. Lê Cung muốn nói là đây là First Vietnamese Boxing Champion. Vỗ tay cho anh Hoa. Từ thời còn là ngôi sao MMA trên các võ đài nước Mỹ, Cung Lê đã tham gia diễn xuất và gặt hái rất nhiều thành công trên màn ảnh rộng với những bộ phim tiêu biểu như The Ultimate Fighter, Fighting, Pandorum hay True Legend. Đỉnh Mù Sương, liệu Trương Đình Hoàng có thành công như Cung Lê? Trương Đình Hoàng, võ đài hai màn bạc. Để thành công không đơn giản chỉ là những cú đấm. Dự kiến, Đỉnh Mù Sương sẽ khởi chiếu vào ngày 24 tháng 7 năm 2020. Hy vọng sau Cung Lê, Việt Nam sẽ có thêm một ngôi sao võ thuật bước lên từ màn bạc võ đài.